Đảng ủy xã Xuân Phổ vừa tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 18 NQTVK ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Dự hội nghị tại xã Xuân Phổ có chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Trần Thế Tài. Sau 5 năm thực hiện nghị quyết số 18, xã Xuân Phổ đã giảm được từ 9 thôn xuống còn 6 thôn, giảm 2 cán bộ công chức xã, giảm 4 cán bộ không chuyên trách, đặc biệt đội ngũ cán bộ thôn từ 97 người xuống còn 43 người. Chất lượng hiệu quả hoạt động của bộ máy ngày càng được nâng lên rõ rệt, các tổ chức trong hệ thống chính trị đều hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đảng bộ nhiều năm liên tục hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhân dân và cán bộ xã được Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương lao động hạng nhì. Bên cạnh đó, Xuân Phổ cũng đã triển khai tốt kết luận 01 về tiếp tục thực hiện chỉ thị 05, học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và các nhiệm vụ chính trị của địa phương, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, phát huy tinh thần chủ động sáng tạo và vai trò trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ. Hội nghị cũng đã sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2022, công bố phát hành cuốn sách Lịch sử Đảng bộ và Nhân dân xã Xuân Phổ giai đoạn 1930-2020. Sau 5 năm thực hiện nghị quyết số 18, xã Xuân Viên đã thực hiện sáp nhập 4 tổ chức hội gồm Hội Chữ Thập Đỏ, Hội Nạn nhân chất độc da cam, Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi, Hội Người mù thành tổ chức Hội Chữ Thập Đỏ, Bảo trợ xã hội, sáp nhập Hội Khuyến học và Hội Cựu giáo chức thành Hội Khuyến học giáo chức. Toàn xã giảm được 1 công chức, 6 cán bộ không chuyên trách cấp xã, 65 người hoạt động không chuyên trách và hoạt động ở cấp thôn xóm. Số thôn giảm từ 9 xuống còn 7 thôn và mỗi thôn bố trí không quá 5 người. Trong 6 tháng đầu năm 2022, mặc dù cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, nhưng do gặp thời tiết không thuận lợi nên các loại cây trồng chủ lực trên địa bàn như lúa, lạc, khoai cho năng suất và sản lượng thấp hơn so với cùng kỳ năm 2021. Tổng đàn châu bò tiếp tục được duy trì và tăng trên 10%, phong trào xây dựng nông thôn mới tiếp tục được duy trì và phát triển. Trong công tác xây dựng Đảng, Xuân Viên đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ, đảng viên, công tác kiểm tra, giám sát, công tác dân vận, quan tâm thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 khóa 12, kết luận số 21 hội nghị Trung ương 4 khóa 13, thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình, chống tư tưởng quan liêu, hành chính hóa trong đội ngũ cán bộ công chức, tiếp tục đẩy mạnh, thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Cũng nhân dịp này, Đảng ủy xã Xuân Viên đã tổ chức trao huy hiệu Đảng đợt 19 tháng 5 cho các đảng viên từ 30 đến 55 tuổi đảng.